Mình làm cái dạng trải nghiệm mà nên bữa đó nó làm trưa lắm mà. Hồi con làm lên một cái clip xem tivi luôn rồi chứ mà. Dạ vợ con hôm nay không qua được, đi dạy không rồi. Dạ. Dạ dạy ngoài trường Sơn Định đó không rồi. Nói chết chồng mấy năm nữa còn hãy nữa rồi động diễn đâu rồi ra ngồi lên đây ngồi lên đầu bạc đi. Bác Chính ngày xưa đầu vàng mà giờ ra đầu bạc rồi heo chính đổ màu tới là che cái mặt chú lại nha. Đừng có quay cái mặt chú sao lên khách nó nói gì tối ngày mình đi ăn nhậu không à. Không còn không có là có qua live stream trực tiếp không có này con quay video qua thế. Cái video này đâu phải ai cũng biết đâu con. Dạ Huawei 3i. Con này chụp hình nó xóa phông đồ đẹp lắm. Bộ nhớ siêu khủng luôn á chú. Bộ nhớ siêu khủng, bộ nhớ 128GB. Là nhiêu tiền? Giá thị trường của nó 6.490.000. Còn em mà đâu không qua mày. Dạ anh em con nó Bến Tre nó về không kịp ông nội. Cái giá ở nội bộ là nhiêu? Giá của con thì 4.500.000 à. Hả? Dạ. Tao chú bắt tao hãy lên rồi. Nhà ông nội. Em làm chiều có làm không? Không, bữa nay em nghỉ nguyên ngày nên nhậu cũng được đó. Quay bà nội. Con này con đang quay, quay video chứ không phải live stream như Facebook. Quay để dành coi ha con. Nói. Nói ông nè, dầu nè. Ăn ngon. Đủ trò hết à, ăn ngồi không được, không ăn nào. Ăn món này cũng được, ăn hết. Để nhã nó nuôi nè, nuôi ba mẹ nó nè, ba mẹ vợ. Nhã nhậu không? Dạ nhậu chứ. Nhậu nhậu đi. Chứ để anh Phúc anh Nam nào lên chứ. Phúc Nam ngồi mấy bà đây. Con chị Diễm kìa. Đây con chị Diễm. Ừ, đó hai mẹ con đó. Nhã cao bằng Thịnh à. Ê. Vợ nuôi khéo à. Toàn cảnh ngôi nhà nội. Sách chứng từ tùm lum để ghi sổ sách của con nè. Dạ. Yeah.
Tâm né trời dạ. Ông vợ nhậu chứ giờ có vợ không nhậu ngoài. Ừ. Tôi liếu ha.